Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông Chủ nhật ngày 7 tháng 6. Sau phần tin là phóng sự, bài học từ hành vi vượt đèn đỏ và sự cần thiết khi lắp camera tại các nút giao để xử lý nguội hành động này. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên 3,2 km đường tỉnh 206, đoạn từ bến phà Đông Ninh, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi khi trời mưa thì đường ngập nước khiến giao thông khó khăn. Đoạn đường từ bến phà Đông Ninh đến điểm giao với tỉnh lộ 378 đã được thi công bằng vật liệu bê tông trên 10 năm. Do đường được thiết kế thi công không có rãnh thoát nước nên mỗi khi trời mưa, đường ngập nước, xe chở hàng hóa đi qua đã khiến nền đường yếu, đứt gãy, sụt lún. Khoảng 200 mét phần đường tiếp giáp đê sông Hồng đã lún sâu hơn mặt đường 25 cm đến 30 cm, khiến mưa lớn là ngập sâu và phương tiện lưu thông qua đây rất khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, qua thống kê, số vụ tai nạn giao thông tại các nút giao luôn chiếm từ 60 đến 70%. Đã có những trường hợp gây tai nạn rồi bỏ trốn, điều tra phải mất nhiều công sức mới tìm ra thủ phạm. Việc lắp đặt camera tại đây là rất cần thiết, không chỉ giúp thêm thông tin kết luận vụ việc va chạm giao thông mà còn có tác dụng phạt nguội hành vi vi phạm pháp luật, góp phần răn đe, đảm bảo an toàn giao thông. Đây là hiện trường vụ tai nạn giao thông tại nút giao quốc lộ 38, đường nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu Rẽ Ninh Bình, địa bàn thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên trong tháng 1 năm 2020. Công an thành phố Hưng Yên phải mất nhiều công sức để truy tìm thủ phạm gây tai nạn rồi bỏ trốn. Nạn nhân đã tử vong khi nhập viện và là người thường trú tại đường Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên. Còn đây là hình ảnh vụ tai nạn giao thông trong tháng 4 tại nút giao Nguyễn Văn Linh, Chu Mạnh Trinh, thuộc phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, hai thanh niên cùng vượt đèn đỏ đã va vào nhau. Thượng úy Vũ Thiên Nhiên, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hưng Yên, là người nhiều lần thiết lập hồ sơ tai nạn giao thông đường bộ cho biết, có những vụ khó, thiếu nhân chứng, hiện trường không dấu vết gây khó khăn cho việc kết luận ai đúng luật, ai sai luật. Tình hình về trật tự an toàn giao thông cũng như là trật tự an toàn xã hội đặt ra yêu cầu chúng ta là phải lắp đặt các hệ thống camera giao thông, camera an ninh. Thông qua cái hệ thống camera giao thông phục vụ tích cực trong cái quá trình đấu tranh phòng ngừa các loại hình tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thống kê cho thấy hiện thành phố Hưng Yên là có nhiều nút giao đèn tín hiệu giao thông nhất với 6 nút giao. Trung bình các huyện thị xã đều có lắp ít nhất từ 1 nút có hệ thống đèn tín hiệu. Trong đó, Phù Cử đang trình tỉnh lắp thêm 4 cụm đèn điều khiển giao thông kèm theo camera an ninh nhằm phục vụ chung cho công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như đi sai làn đường, không bật đèn xi nhan khi chuyển hướng, tránh vượt sai quy định đều đã được lưu lại một cách rõ nét. Lắp camera an ninh ở các nút giao thông, nhất là các nút giao thông trọng điểm. Thì cái đó theo tôi hoàn toàn nhất trí. Về Phù Cử thì cũng đã có cái đề xuất cái khoảng lắp khoảng 5 điểm trên địa bàn huyện, bao gồm là ngã tư phố cao và các cái điểm giao với các tỉnh bạn như Hải Dương, Thái Bình hay một số cái nút đông người tham gia giao thông khác. Sự hiện hữu của camera tại ngã tư sẽ góp phần răn đe người điều khiển phương tiện có hành vi vi phạm luật giao thông khi vắng bóng cảnh sát giao thông cũng như người chứng kiến, qua đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Sau đây là hướng dẫn kỹ thuật khởi hành xe ngang tốc. Chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với anh các chị bài dừng xe và khởi hành xe ngang tốc. Sau khi học xong bài này, người học có khả năng thực hiện thành thạo các bước dừng và khởi hành xe ngang tốc. Và yêu cầu của bài là chúng ta không được để xe chết máy, không để xe trôi tụt và cũng không được quá thời gian quy định. Đầu tiên là chúng ta đưa xe ra vạch xuất phát, chúng ta thắt dây an toàn. Sau khi thắt dây an toàn xong, chúng ta đạp côn vào số 1, bật xi nhan trái và chúng ta nhả phanh tay. Khi có lệnh hiệu lệnh xuất phát thì chúng ta xuất phát. Qua vạch xuất phát, có tín hiệu tắt xi nhan thì chúng ta bắt đầu tắt xi nhan và chúng ta từ từ cho xe tiến về phía dốc với tốc độ khoảng 5 đến 7 km/h và chúng ta tiến về phía dốc. Chúng ta quan sát phía trước. Khi tấm chắn phía trước cách vạch dừng từ 2 cho đến 30 cm thì lúc này chúng ta côn phanh dừng hẳn. Đồng thời chúng ta kéo phanh tay lên. Chúng ta chuyển chân phanh sang vị trí của ga và chúng ta ga thêm một chút để cho nó đủ lớn lên và chúng ta giữ nguyên chân ga. Đồng thời lúc này chúng ta lưới côn đến tầm tiếp giáp là chúng ta cảm nhận được tiếng máy nó trùng nghi và
xe có hiện tượng tiến về phía trước thì lúc này chúng ta giữ nguyên chân ga và chân côn, và đồng thời chúng ta nhả phanh về tay phanh về phía trước để cho xe tiến về phía dốc. Và khi xe đến đỉnh dốc thì chúng ta lúc này chúng ta nới hết côn ra cho xe đi đến bài thi tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Xin được cảm ơn công ty Xebuýt Thành Công đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.